các em đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Người gì đâu mà kỳ cục, cứ ỷ mạnh rồi ăn hiếp yếu không à, thật là đáng ghét mà. Ủa, có chuyện gì về giọt sương? Chúng ta đang ở chương trình Chúc bé ngủ ngon mà. Em làm cái gì mà vừa cầm điện thoại rồi vừa cau có vậy? Có chuyện gì đúng không nè? À, dạ, giọt sương xin lỗi các bạn nhỏ nha. Xin lỗi anh Đom Đóm vì hơi lơ là tí. Mà do em vừa nhận được tin nhắn của anh lớp trưởng nên em hơi bực mình vậy đó. Sao lại bực? Dạ, thì tại anh phân cho em làm nhiều việc quá. Nào là lo tiết mục kịch nè, rồi giờ là bảo phải lo tiết mục múa của lớp nữa. Sao mà cứ bắt em làm mà không kêu bạn khác đi? Em thấy có nhiều bạn toàn chơi không à, còn em thì phải làm đủ thứ hết trơn á, không có công bằng tí nào hết trơn. À, thì ra là vậy. Biết đâu ảnh thích giọt sương cho nên là cố tình nhờ hoài vậy thì sao? Thôi đi, không có đâu. Người gì á mà kỳ cục, lúc nào cũng nhờ, rồi còn bắt em chịu trách nhiệm này kia. Ỷ có quyền rồi muốn làm gì thì làm, thấy gì ghét. Hay à, thôi để anh kể câu chuyện này cho giọt sương và các bạn cùng nghe nha. Anh tin á, giọt sương sẽ cảm thấy vui hơn thôi. Vậy hả? Vậy thì anh Đom Đóm mau kể đi, chứ em bực anh lớp trưởng đó quá đi à. Các em cùng nghe với chị giọt sương nha. Giang ngồi xuống cạnh bố, cả hai cùng xem tin tức buổi tối. Khi kết thúc, bố tắt tivi và quay sang Giang. Giang, con nghĩ gì sau khi xem xong? Giang im lặng, bối rối. Cậu ấy chẳng thể hiểu được những gì đã xem, nhưng lại thấy có rất nhiều người phản đối và tranh cãi về những điều xảy ra trong các cơ quan nhà nước, rồi hỏi: Sao mọi người lại tức giận vậy bố? Họ cảm thấy sợ hãi. Có rất nhiều thứ đang thay đổi và nó khiến họ sợ hãi con ạ. Giang nghĩ một lát rồi hỏi tiếp bố: Vậy bố có sợ không ạ? Bố mỉm cười và đi đến bàn cà phê nơi có đặt kinh thánh. Không con ạ. Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong lời Ngài rằng Ngài là đấng chọn ra những người có thẩm quyền đối với chúng ta. Mọi người được đặt vào một vị trí quyền lực là theo ý muốn của Ngài. Giang hỏi tiếp: Ở mọi nơi trên thế giới sao bố? Đúng vậy đó con. Chúng ta may mắn được sống trong một thời kỳ hòa bình, không có chiến tranh, mặc dù nó không hoàn hảo, và các nhà lãnh đạo thì không luôn luôn làm những điều mà chúng ta thích. Nhưng ngay cả ở những nơi mà người dân bị đàn áp bởi chính phủ, thay vì làm những gì tốt nhất cho nhân dân, thì các nhà lãnh đạo cũng chỉ có thẩm quyền bởi vì Chúa đã ban cho họ. Chúng ta có thể không hiểu tại sao Ngài cho phép họ làm những điều hiện tại, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài đã đặt họ ở đó vì một lý do nào đó, và họ đang làm mọi việc cho vinh quang của Ngài. Vậy Đức Chúa Trời chọn tất cả những người phụ trách ạ? Đúng vậy đó con. Đối với con, đó là bố mẹ, ông bà, giáo viên của con, ngay cả các bậc trong chính phủ cũng vậy. Vậy là có rất nhiều người quản lý nhỉ? Phải làm việc chăm chỉ để chịu trách nhiệm với mọi người. Đúng rồi đó con. Và đó là lý do tại sao Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người có trách nhiệm và tôn trọng thẩm quyền của họ. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý với họ, chúng ta cần phải cầu nguyện thường xuyên để Chúa hướng dẫn họ đưa ra những quyết định khôn ngoan và cai trị chúng ta thật tốt. Rồi chúng ta có thể cảm nhận được sự bình an của chính Ngài. Giang nhìn bố mỉm cười và nói: Bởi vì chúng ta biết rằng chính Chúa mới thực sự là người phụ trách bố nhỉ. Con sẽ bắt đầu cầu nguyện cho tất cả mọi người có thẩm quyền và cả bố nữa ạ. Bố ôm lấy Giang. Bố rất là vui vì điều này con gái ạ. Giọt sương và các em thân mến, các em có hay nghe những người lớn nói những điều bức xúc, khó hiểu trong cuộc sống, xã hội như bạn Giang kia không nào? Chắc chắn là có đúng không? Dạ. Khi mọi thứ trở nên đáng sợ hoặc không theo như ý muốn, thì các em hãy nhớ rằng chính Chúa mới là người phụ trách. Mọi người có thẩm quyền, từ bố mẹ của các em nè, cho đến những nhà lãnh đạo, đó là vì Chúa đã đặt họ ở đó, và Chúa cho phép mọi điều tốt lành trong ý muốn của Ngài. Thì ra là vậy.
vậy, trước giờ chẳng có ai nói cho em nghe hết trơn á. Vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng nè, rồi cầu nguyện cho những người có thẩm quyền ở trên mình, để rồi Chúa ban phước, sau đó bày tỏ quyền năng của Ngài qua họ nữa nha. Còn câu chuyện của giọt sương, anh nghĩ là em có thể nghĩ theo một hướng khác tích cực hơn. Như là do anh lớp trưởng này thấy em có khả năng, có khiếu, nên là anh mới giao cho em. Hoặc là có thể là ảnh nhờ hoài mà không ai giúp hết trơn hết, nên ảnh mới nhờ em. Như vậy thì em sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Chứ đâu phải ai cũng biết diễn kịch, ai cũng biết hát hay mà để nhờ đâu, đúng không nè? Anh năm đó nói nghe cũng có lý á. Em biết rồi, em sẽ làm với tinh thần vui vẻ, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho lớp trưởng. Anh có một câu kinh thánh dành cho các bạn nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay nha. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Roma đoạn 13 câu 1. Còn bây giờ thì đã đến giờ đi ngủ rồi. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt và chúc các em ngủ ngon. Xin chào em, xong từ ngày khôn lớn, gia đình chị.